Chào mừng các bạn đến với kênh Nguyên Dương. Chúc các bạn xem video vui vẻ, hạnh phúc, an lành và thành công. Mời bạn đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn. Thưa các bạn, FIFA World Cup năm 2022 gần đến ngày kết thúc. Hôm nay Nguyên Dương xin giới thiệu với các bạn 10 cầu thủ lớn tuổi nhất tham dự World Cup 22 năm nay. Người thứ nhất, Talavera, đội tuyển Mexico, 40 tuổi. Anh là một thủ môn và đã lần thứ 5 tham dự World Cup. Dù rằng chỉ là một thủ môn dự bị cho thủ môn Ochoa. Hai là Atiba Hutchinson, đội tuyển Canada, 39 tuổi. Anh chơi ở vị trí tiền vệ và là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Canada, là một trong những tiền vệ xuất sắc. Ba là cầu thủ Bồ Đào Nha Pepe, 39 tuổi. Anh chơi ở hàng hậu vệ nhưng là người trong trận đấu quyết định đã ghi bàn thắng cho Bồ Đào Nha và một trong những người cao tuổi nhất ghi bàn ở World Cup lần này. Bốn là Eiji Kawashima, đội tuyển Nhật Bản, 39 tuổi. Anh là một trong những thủ môn xuất sắc của vòng World Cup và đội tuyển Nhật Bản, và anh đã cùng với đội tuyển quốc gia Nhật Bản tạo nên cơn địa chấn ở vòng chung kết lần này. 5. Dani Alves, Brazil, 39 tuổi. Anh chơi ở vị trí hậu vệ phải và một trong những hậu vệ xuất sắc của đội tuyển Brazil và đã góp phần cho đội trong nhiều trận đấu quan trọng. 6. Reco Pavet, đội tuyển Hà Lan, 39 tuổi. Anh là một thủ môn của câu lạc bộ Ajax Amsterdam và đội tuyển quốc gia Hà Lan, một trong những người dự đền quan trọng của đội tuyển Hà Lan. 7. Ayman Malouthi, đội tuyển Tunisia, 38. Anh 38 tuổi, đội tuyển của Tunisia, là một trong thủ môn xuất sắc của đội tuyển Tunisia trong giải đấu hôm nay. Thiago Silva, cầu thủ người Brazil. Anh được thi đấu ở vị trí trung vệ cho các câu lạc bộ Chelsea và là đội trưởng đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil. Anh năm nay 38 tuổi. 9. Cristiano Ronaldo, đội tuyển Bồ Đào Nha, 37 tuổi. Anh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng với Messi. Nhưng cũng như Messi, anh chưa một lần đưa được đội tuyển quốc gia giành được cúp vàng ở các kỳ World Cup. Năm nay anh đã 37 tuổi. 10. Dani Vukovic, đội tuyển Australia, 37 tuổi. Đó là một trong Nguyên Dương phải giới thiệu với các bạn 10 cầu thủ lớn tuổi nhất đang tham dự World Cup, và 10 cầu thủ này đã đem về rất nhiều thành công cho đội tuyển của họ trong World Cup lần này. Nguyên Dương vừa giới thiệu với các bạn 10 cầu thủ lớn tuổi nhất đang thi đấu cho các đội tuyển quốc gia tại vòng World Cup lần này tại Doha Qatar. Mời bạn đăng ký kênh theo dõi video tiếp theo của Nguyên Dương. Cảm ơn.